sống chậm lại và suy nghĩ tích cực hơn. Đúng như tinh thần của năm 2020, khi mà mọi hoạt động kinh doanh dường như phải tạm ngưng, kể cả chúng tôi và khách hàng của mình cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nhà hàng là một trong số đó. Thế nhưng chuyến ghé thăm một nhà hàng Nhật trên đường Thái Văn Lung, cũng chính là khách hàng của mình, lại là dịp thích hợp để chúng tôi có thêm cơ hội để tìm hiểu về nét độc đáo trong văn hóa và tinh thần của người Nhật, kể cả trong thời dịch. Và một chuyến review sương sương cho những ai chưa có dịp ghé quán, nên thêm vào list các quán Nhật nhất định phải ghé khi đến đây đấy nhé. Lần đầu tiên anh tới khu phố Nhật luôn á. Em cũng lần đầu tiên đến khu phố Nhật luôn á chị Hạnh. Chị thì chị đi lần 2 rồi á. Chị đi lần 2 hả? Ở đây có gì thú vị gì chị đủ? Ở đây họ thì có rất là nhiều nhà hàng Nhật. Cái kiểu của người ta là trang trí theo phong cách Nhật, nó hơi nhỏ nhỏ. Em để ý một điều. Dạ. Em để ý một điều, cái khu phố này là giống như một khu phố giống Japan Town vậy á. Giống như bên Trung Quốc thì gọi là Chinatown, thì ở đây giống ở Japan Town. Dạ. Hôm nay mình sẽ ghé Fujiro Tonkatsu. Fujiro. Cái quán này thì người ta sẽ bán theo những cái set cơm mà cơm bên phòng ấy, dành cho những người Nhật á, thì người Việt thì cũng có thể vô ăn. Chị vô quán này mấy lần rồi? Chị vô cũng được 2 lần rồi. 2 lần hả? Chị thấy cái món ăn ở đây nó ngon không chị hả? Chị hấp dẫn, chị cũng khá là ngon. Fujiro nè, mình tới Fujiro rồi nè. Vô trong thôi. Welcome to Fujiro. Chúng em chào chị. Qua đi lại rồi. Mặc dù nhiều khi nói chuyện mà khách không hiểu, nhưng mà em vẫn thích nói chuyện. Cái lượng khách bên nhà hàng chị thì nói từ lúc dịch, trước dịch thì nó đông, nhưng mà lúc dịch thì nó không, nó cũng bình bình chứ nó không có phải là thấp. Khách nó giảm là khoảng phân nửa, nhưng mà so với những cái nhà hàng khu đây thì quán chị nó đông hơn so với nhà hàng đó. Trong lúc mà cách ly xã hội thì mấy cái quán kế bên người ta đóng cửa, người ta hết, nhưng mà cái quán chị lại bán ha, mang đi nên là lượng khách nó cũng ổn định. Đây là một sự trải nghiệm, nó không hẳn là một cơ hội để mà mình đi kiếm tiền, đi làm bươn trải công. Đó là một sự trải nghiệm đối với em, được học thêm tiếng Nhật nhiều hơn trong ngành nhà hàng, được giao tiếp và được làm việc với các người Nhật, cũng như là có mối quan hệ giao tiếp rộng rãi với người Nhật. Ngoài ra thì em có nhiều những cái mà sự trải nghiệm làm việc. Trong lúc làm việc thì nhiều khi có những cái cơ hội làm việc mà mình làm từ đầu tiên á, mình không biết làm như thế nào cả thì cũng bối rối vân vân á. Được sếp chỉ dạy rất là tận tình và các bác Nhật đấy cũng rất là nhiệt tình, nên là mình cảm thấy là tán phục họ về cái điều đó. Không có tay mà. Chào tất cả mọi người, thì hôm nay thì team Genki cũng có đến thăm một cái khách của Genki. Thì hôm nay tụi mình đến ăn ủng hộ, xem thử những cái món ăn này nó ngon hấp dẫn như thế nào. Dạ, cho em xin phép giới thiệu món ăn của nhà hàng tới các anh chị ạ. Hiện tại trên đây mình đang có 4 set ăn ạ. Set trong cùng có cái set tatatatsu màu trắng ở bên trên giống mayonnaise ạ. Đó là chicken nan bang ạ, tức là gà chiên sốt nan bang kèm với cả set tatatatsu. Set thứ hai tiếp tục theo đây lên một cái chảo và nhựa lớn thì là đó là katsutoji, tức là thịt heo trên dù sốt với cả trứng ạ. Dạ vâng, món đó thì bên em để riêng set up design riêng là cơm với cả trứng. Và cái dĩa này lúc nào cũng nóng vậy luôn hả chị? Dạ vâng ạ, nó nóng trước khi mà đưa ra, tức là nó tạo cảm hứng là xèo xèo, mình cảm giác ngon miệng ấy ạ. Được nóng dạ. Dạ
Còn set tiếp theo ở bên dưới này là katsudon. Cái món đó là oyakodon, tức là gà sốt với cả trứng đổ lên cơm ạ. Còn món thứ tư ở đây tức là rosukatsu, thịt heo 1.5cm trên dầu sủa. Món này signature luôn. Món là phổ biến nhất. Dạ, món phổ biến nhất là 3cm ạ, thịt heo trên sủa. Dạ, và món số 6 ở kia đấy ạ. Ngoài ra thì anh em sắp tới có thêm món thịt heo chiên xù với cả bánh mì than tre nữa ạ. Bánh mì than tre là mình đi xe nghe. Dạ, tức là ngày mai nó đang có chương trình giảm giá còn 15.000 thôi. Dạ. Em nhìn thấy món nào cũng hấp dẫn hết. Dạ. Và cảm ơn em quá. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Chúc anh chị ăn đủ không miệng. Dạ. Bên Nhật người ta tạo cái chén này để mình không phải giả, mình chỉ có nghiền thôi. Hèn gì em thấy cái vân 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 ở trong cái lòng chén này. Em phải dùng tay, em dùng lật xuống nè, chị giả nó nát rồi nè rồi. Đó, chị Loan giả được mà Tòa không giả được là sao? Khoan, cho thấy cái cảnh lấy đổ vô anh cái. Rồi. Con cái mùi vậy. Thì đây Toàn sẽ chia sẻ mọi người cách tách lửa theo kiểu Nhật. Thì người ta sẽ không tách theo kiểu ngang, bởi vì tách theo ngang thì tay sẽ được người bên cạnh. Thì người Nhật người ta sẽ tách theo kiểu dòng. Là cái bậc bên này. Wow. Thì bột sù với bột tempura cái bột đó, có bột cái giòn mà cắn được ở trong á, trong nhân thật á, nghe dai. Thank you.